chào các bạn. Hôm nay gia đình mình sẽ đến núi Bích Pe nha, một cái núi gọi là gấu khổng lồ theo Bích Pe. Bây giờ mình tới bắt cò để mình thử săn đây. Mình ở đây định săn để mình có một cái chuyến đi về ở Bích Pe. Từ gia đình mình ở thì mình sẽ lên núi Bích Pe khoảng một tiếng đồng hồ. Về tiếng đồng hồ là đây là cây xăng Costco. Ở cây xăng Costco này thì một cây xăng của rất là lớn nha, và đồng thời giá cả rất là phải chăng. Một galon của nó chỉ có 2 đồng mấy thôi, so với ngoài kia là nó 3-4 đồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay một vòng rồi mình sẽ lên đường nha các bạn ha. Trên đường đi Bích Pe thì để chơi tiết thì mình thấy cảnh là đẹp, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi giờ mình sẽ đây.